Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hà Nội và Xe Buýt. Ngày mai 11 tháng 11 năm 2023 là một ngày trọng đại của cầu thủ bóng đá Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và đội Giã Hải Minh sẽ được tổ chức long trọng tại quê nhà Thái Bình. Hà Nội và Xe Buýt hôm nay mời các bạn chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọng đại chuẩn bị diễn ra tại quê nhà Đoàn Văn Hậu. Nhân ngày hạnh phúc này, Hà Nội và Xe Buýt cùng các bạn xin chân thành gửi đến lời chúc hạnh phúc tốt đẹp nhất với đôi trai tài gái sắc. Các bạn thân mến, đây là những hình ảnh vô cùng đẹp của một ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải Ly. Đây là những hình ảnh cuối cùng này, là một phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đoạt chức vô địch quan trọng nhất của cuộc đời, đó là chức vô địch về chung một nhà với người đẹp Doãn Hải My. Một lần nữa xin chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các video sau.